đẹp. Đi con ơi. Ôi ơi. Mấy bạn ơi, mấy bạn đang đi đâu vậy? Lên cấm. Yeah. Đây là bạn. Bạn gì đây? Bạn mấy tuổi? Bạn này bạn gì? Luna. Luna mấy tuổi? Bạn này bạn gì? Cua. Cua mấy tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi. Bạn này bạn gì? Nè. Hanna. Hanna mấy tuổi? 10 tuổi. 10 tuổi. Ôi. Các bạn đang làm gì mấy bạn? Đang xem phô mai que. Bối ơi, con đang làm gì vậy bối? Luna diễn với Luna. Xin chào các bạn đi. Nhóm của tụi mình đang làm phô mai que chứ lại xúc xích. À, Luna hơi bị nhau ha. Bây giờ vậy Luna, Luna báo xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Các bạn sẽ chiên đồ ăn cho nhóm nha. Ok. Các con gấp bò đi. Đó, đó đi.
Một lát có mình đó, mình dắt con tụi đứa anh kia bơi. Cái bên kia. Bên kia nước nó êm lắm. Rồi, 1, 2, 3. Bói bơi theo luôn à. Ok. Này chơi giống con tuột trên không. Gạo mới của em à? Đâu gạo anh lấy anh chơm nhà bà ngoại. À. Tính gạo mới. Vô luôn Quang ơi. Thôi rồi cứ Em bút cho Luna kìa. Đây. Đi đó. Lấy cây luôn đi thôi cá. Cho ăn bên kia rồi. Sao? Rồi sao quá hả? Cây nhỏ xíu à Luna. Dĩ này của thị đúng không thị? Thị, cái dĩ này của anh. Của em. Thị chơi toàn bộ là đồ xịn xò lắm luôn, quá trời luôn rồi đó. Nhưng mà cái thùng đồ là của thị hết á. Cái đồ chơi hồi nãy em chụp có thảo á. Mình dưỡng đồ, mình dưỡng đồ. Chứ mới vào sắp đủ đồ. Đi rừng là hay bị khô miệng. Em bị khô. Mình mà sinh hoạt mình đi làm đi chơi á, ấy là nhiều á, cái là người mình nó thiếu nước. Cảm giác nó khô cổ. Mà ăn khoai ăn gì nổi. Cái này nó hợp lý lắm luôn. Cái thứ đi. Nhưng mà ở trong nó không có nóng vậy. Đốt cái đít. Ừ. Để nó bay hơi ra. Muốn bùi không? Ngon quá à. Còn như chè giờ thái. Nóng rồi, cái này nóng rồi ra khói luôn nè. Đó, đau bóng khói luôn đó.
nửa cái người của chị à, cô xuống được á.